Triệu Lộ Tư đứng chung khung hình với Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ, cộng đồng mạng cà khịa nhìn như nha hoàn vậy. Nhan sắc của Triệu Lộ Tư lần nữa lại bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán khi đứng cạnh Dương Dương trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ. Những hình ảnh của Dương Dương và Triệu Lộ Tư đứng cạnh nhau trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ được hé lộ, có thể thấy cả hai trông khá thoải mái tự nhiên, có lẽ đang chờ đến cảnh quay tiếp theo. Tuy nhiên, hình ảnh này đã nhận về ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Người thì khen tạo hình của cả hai đẹp mắt, tạo được cảm giác couple, nhưng người lại chê Triệu Lộ Tư thua kém về nhan sắc khi đứng cạnh Dương Dương. Ngoại hình của nàng tiểu hoa 9X cũng chỉ dừng lại ở đáng yêu thuần khiết, chứ không giống một đại mỹ nhân trong nguyên tắc miêu tả. Góc nghiêng của Dương Dương khiến tôi quên vạn vật xung quanh luôn. Dù ai nói gì tôi vậy, thấy nét cô Tư chả hợp với cậu Dương tí nào, khí chất cũng chẳng có. Nhìn cô Tư xong chỉ biết thở dài cảm thán với nhan sắc và khí chất của Bạch Phong Tịch. Dương Dương thì quá đỉnh, y như bức tranh 360 độ không góc chết. Hắc Phong Đức đại nhân, chờ mong ngài ghê. Thôi đi đọc truyện lại, chứ mỗi lần nhìn lại đau xót Bạch Phong Tức của mị, mỹ nhân vô song, Tích Vân công chúa khuynh thành của mị. Chả hiểu sao Triệu Lộ Tư lại vào vai này, hỏng nhân vật. Với nhan sắc của anh Dương đứng cạnh cây cột điện cũng hợp hơn á. Này cũng ok mà, bạn nào không thích bạn nữ thì cũng xin nhẹ tay, mong đoàn phim hợp tác vui vẻ thuận lợi. Khí chất nữ cường nơi đâu? Xin lỗi vì tôi không thấy khí chất nữ cường trên người cô Tư. Mình chỉ muốn nói là sao các bạn nhìn được ra khí chất nha hoàn hay vậy? Mình nhìn đâu cũng thấy sự xinh đẹp, nhưng nói qua cũng phải nói lại là mình không thấy được sự nữ cường trên người Nộ Tư, nhưng cũng đừng chê người khác nhìn giống nha hoàn vậy chứ. Nhìn Dương Dương khí chất người người, nhìn sang Triệu Lộ Tư bên cạnh thấy cũng xinh xắn, nhưng thực sự khí chất không đủ. Nhà trai cứ ngồi đó mà chê đủ thứ, chứ diễn xuất là thứ quyết định chủ chốt nhất của một diễn viên thì lại lơ. Qua chê nhà gái làm gì không biết. Triệu Lộ Tư đứng cạnh Dương Dương thì cô này nép về cực mạnh, nhìn như nha hoàn ấy, không thấy hào quang nữ chính đâu. Thả Thí Thiên Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Ninh Nguyệt. Phim này bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó Bạch Phong Tịnh, Triệu Lộ Tư và Hắc Phong Tức Dương Dương là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.